Dạ, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn ơi. Hôm nay lên cho tiếp tục cho các bạn một con Abinchi Roma 2 này các bạn ha. Mới về nè các bạn ơi. Đây, con Roma 2 màu đen tem xanh rất là đẹp luôn các bạn. Con này con khung nhôm càng nhôm các bạn ha. Màu đen bóng. Đó, tem xanh. Cực kỳ là đẹp. Con này rất là mới nha các bạn. Và con này đi trục rỗng bạc đạn các bạn, trục rỗng bạc đạn của Sora luôn các bạn ơi, rất là xịn nha các bạn. Đó, rồi tiếp tục em sẽ thanh lý vài con các bạn. Thì em còn một con này nữa các bạn. Còn một con này nữa. Hai con này em hết xe rồi các bạn. Đây vòng vòng những chiếc xe này. Đây chiếc Jet này bán rồi nè. Hai chiếc Binchi cũng bán rồi. Đó thì em còn mới về một con mới này. Đó rất đẹp nha các bạn. Những con xe về rất đẹp nha các bạn ơi. Đây thanh lý hai chiếc này giá rất rẻ nha các bạn. Đó thì em hôm nay quay tiếp con mới nè. Rồi con này em bán nữa là hết xe nha các bạn. Hết xe rồi, chắc khoảng tầm 1-2 bữa nó mới có nữa các bạn. Đó. Rồi trước khi vào nội dung chính cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha. Rồi hôm nay thanh lý thì để giá cực kỳ tốt cho các bạn luôn, cho các bạn về trải nghiệm các bạn ơi. Thì cái con Binchi Roma 2 này cũng là size L các bạn ha. Đó, size tới vài giống ngang tới 50. Ngang tới 56 các bạn ơi, ngang 56 nè. Thì con này cũng là size L các bạn ơi. Con này size L ha. Thì các bạn từ trên 1m7 mới chạy được, 1m7 tới 1m8. Đó, những con Binchi size cao. Thì em này đi cái bộ truyền động rất là cao cấp các bạn. Shimano Sora đi ha. Đây, tay thắng Amphit nè, Shimano Sora. Cái bao tay này zin theo xe. Bao tay zin theo xe ha. Cái chuông zin này còn luôn nè. Rất là vang luôn các bạn ơi. Đây, em này sử dụng hai dĩa double nè, Shimano Sora nè. Đó các bạn, những cọng dây đều là zin theo xe luôn các bạn ha. Đây, các bạn nhìn thấy không? Những cọng dây đều là zin theo xe hết luôn nha. Đó. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đây, Binchi nè các bạn. Binchi Roma 2 các bạn ha. Đây, càng nhôm nha các bạn. Đó. Niềng của em nó là niềng trước sau đều là nhôm hai lớp theo xe luôn các bạn. Đó, vỏ trước vỏ sau rất là đẹp luôn các bạn. Vỏ trước vỏ sau 728 cc ha, rất là đẹp. Tâm nè. Đó, đùm rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đùm trước đùm sau cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đây Binchi ở dưới là có nguyên một cái dải một trời xanh rất là đẹp luôn nha các bạn. Dòng Roma 2, dòng Roma 2 là có cái sườn của em nó làm rất là đẹp, nó cong lên vậy nè. Đó các bạn thấy đẹp ghê không các bạn. Đó, nó bầu thì nhìn rất là đẹp nha. Thì em thì sở hữu cái yên là zin theo xe luôn nha các bạn. Yên Velo nè của Binchi nha, cúc yên nè rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vỏ sau cũng 728 cc, niềng nhôm hai lớp ha. Đó, em này sử dụng bộ clip Sora các bạn ơi. Đây. 8 clip Sora ha. 2 2 4 6 8 9. Đâu để em đếm lại. 2 2 4 6 8 9. 9 clip các bạn ơi. Đây bộ tay bấm 9 clip ha. Rồi em này sử dụng 9 clip các bạn ơi. Đó, em này sử dụng 9 clip ha các bạn. Đó, 9 clip Shimano Sora các bạn ơi. Đó, cực kỳ là nhẹ luôn các bạn. Đó các bạn thấy không? Đây, cái sang clip là Shimano Sora ha. Cái clip của em nó rất là đẹp các bạn. Đây. Clip mới tinh nè các bạn ơi. Clip này zin theo xe ha, clip mới tinh nè. Pedal này zin theo xe nè, pedal nhôm này ha. Giò dĩa là Shimano Sora, trục rỗng bạc đạn ha các bạn. Trục rỗng bạc đạn Shimano Sora, cái sang dĩa Shimano Sora luôn nha. Cái bộ truyền động cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ơi. Đó. Bộ chuyển động rất là cao cấp nha các bạn. Đó. Càng thắng trước sau đều là càng thắng Shimano các bạn ơi. Càng thắng trước sau đều là của Shimano hết nha. Đây có tem gì đó. Tem siêu thị. Đó. Càng thắng trước sau đều của Shimano luôn nha các bạn. Đó. Con xe này size L thì các bạn cái chú á, từ 1m7 tới 1m8 chạy con này quá là hợp lý luôn. Con này rất là đẹp nha. Đó. Bộ chuyển động rất là cao luôn các bạn ơi. Đây. Đó, càng trước càng nhôm đây ha. Rất là đẹp các bạn. Cực kỳ đẹp. Mà những con xe đằng sau đó là em bán hết rồi nha các bạn. Đó. Đây. Trục bạc đạn đây các bạn. Trục bạc đạn nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, rất là nhẹ. Shimano Sora giò dĩa đây. Cái tem là tem an ninh của Nhật đây ha. Tem an ninh Nhật này. Đó, cái giò dĩa của em nó đây các bạn. Giò dĩa này cực kỳ là vuông luôn các bạn ơi. Đó, giờ dĩ vuông vứt luôn các bạn ha. Chứng tỏ chạy rất là ít. Pedal nhôm zin theo xe đây nè.
chân chống nhôm zin theo xe đó. Con này các bạn chạy khỏi suy nghĩ luôn, con này chạy rất là ngon. Về tổng quan đây ha. Rồi con pin chi Roma 2 này để cho các bạn 10.500.000 các bạn ha. 10.500.000 em bao ship cho các bạn, em sẽ vô đồ chơi cho đèn trước đèn sau bình nước đầy đủ cho các bạn ha. Đó, vô cho các bạn cái cặp trắng bùn nữa đó, 10.500.000 em bao ship nha các bạn ơi. À, tiếp theo em sẽ thanh lý vài con đây các bạn ơi. Đó, con này con mới rồi, thanh lý hai con này là hết xe luôn nha các bạn, hết xe rồi. Rồi tầm 1-2 hôm nữa đi mới có xe, cũng chưa biết nữa các bạn đó. Thì thanh lý mấy con này giá rất là rẻ luôn các bạn ơi. Cái con này hôm qua em quay rồi các bạn ha, quay rồi nhưng mà hết xe rồi, thì em cập nhật lại hôm nay cho các bạn. Các bạn nào mua thì chốt. Con này hôm qua em có quay rồi, con này cũng xe L luôn nè, xe L luôn nè ha, bằng xài con kia luôn. Nó ngang 56 luôn nè, 1m7 nữa, 1m8, hơn 1m8 chạy ok luôn ha. Màu xám lông chuột các bạn ơi. Thì bộ truyền động của em nó là Shimano Antut các bạn, Shimano Antut ha. Em nói cũng đi 9 clip luôn, bộ Antut này 9 clip các bạn. Đây 9 clip nè, 3 dĩa nè các bạn ha. Tay lái bô tăng DaVinci luôn nha. Con này màu xám lông chuột, mã là Camaleuti Sport ha. Đó, những cọng dây đều là zin hết các bạn ha, những dây đều zin hết. Đây niền trước niền sau niền pin chi đây ha. Đó, rất là đẹp, Taminox sơn tĩnh điện ha. Con này nó hơi chạy chạy đấy các bạn, đây nó hơi chạy chạy ha các bạn ơi. Đó, đây yên là zin theo xe, yên pin chi luôn nha. Đó, những con thanh lý này em sẽ quay nhanh cho các bạn, nó quay lướt lướt cho các bạn ha. Con này màu xám lông chuột các bạn, bộ clip của em nó là mới tin nữa các bạn ơi, 9 clip mới tin nè. Shimano Antut nè, đời mới, có tay dài sử dụng như 9 clip ha. Giò dĩa của em nó cũng mới tin luôn các bạn. Đây, pedal zin theo xe luôn nha. Đó, giò dĩa Shimano các bạn ơi. Cái sàn dĩa Shimano Antut đời mới luôn nha. Các bạn thấy không? Con xe được cực kỳ đẹp đẹp luôn các bạn ơi. Rất là đẹp các bạn ha. Đó. Đây. Đó, nó hơi chạy dài chỗ nè bạn, nó chạy mấy cái tem các bạn ơi, nó hơi chạy dài chỗ thôi, nhìn tổng quan con xe rất là đẹp các bạn. Đó, chân chống nhôm zin theo xe luôn nè, thấy không? Giò dĩa Shimano đây các bạn ha, pedal nè zin theo xe luôn các bạn. Đó, đều là zin theo xe hết luôn các bạn ơi. Đó, nhìn chiếc xe rất là đẹp các bạn. Con này có mã là C-Box 2 các bạn ha, có mã là C-Box 2 size L. Bạn từ 1m7 tới 1m8, hơn 1m8 các bạn chạy con này. Con này cũng có chung zin theo xe. Đó. Rồi con này có để trang bị đủ đồ rồi, đèn trước đèn sau, bình nước đầy đủ luôn nha. Đó, nói chung con xe nhìn rất là đẹp các bạn. Nó chạy nè, chạy vài chỗ nhưng chạy cái tem pin chi thôi các bạn. Đó, nhưng nhìn vẫn nhìn thấy chữ pin chi này ha. Đó, các bạn nhìn như vậy nè. Đó, các bạn nhìn như vậy ha, nhìn con xe nó cực kỳ là chắc chắn và đẹp luôn nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay em thanh lý con này các bạn ơi. Thanh lý con này 9.500.000, 9.500.000 ha. Rồi hôm nay thanh lý cho này có hết xe các bạn, cho hết xe em nghỉ 1-2 bữa các bạn ơi. 9.500.000 các bạn. Đó, 9.500.000 ha. Các bạn quan tâm alo em 0975158377 nha. Tiếp theo là một con BNG Spartor. Spartor này là một con BNG bánh 26 inch. Để em xem coi. Cái bánh này là bánh 26 inch, đúng rồi. Vỏ là 559, 40559 26 inch nhân 1.50 các bạn ha. Con này các bạn từ 1m5 tới 1m6 các bạn chạy, 1m5 tới 1m6 ha. Con bát to này rất là hiếm trên thị trường các bạn ha. Khung nhôm đây, phục trước nè, dòng MTB các bạn, phục trước nè, cực kỳ là nhúng, cực kỳ là êm luôn nha. Niền trước niền sau đều niền nhôm Taminox sơn tĩnh điện, đùm trước đùm sau là đùm Shimano nha. Đó, bát to BNG bát to. Đây các bạn ơi, cái sàn clip là Shimano Alibio nè ha. Em đếm có bao nhiêu clip đây, 2 4 6 8, 8 clip các bạn ơi, 8 clip. Vỏ sau cũng là 26 inch luôn, 8 clip ha. Cái này cho chị em phụ nữ chạy hoặc là các bạn học sinh học cấp 2 chạy là con này hợp lý luôn nè. BNG bát to, con này để em gắn cái yên vô cho. À, chưa có yên nè, để em gắn cái yên cho bạn. Đây cái sàn cái tay bấm xả Shimano Alibio đây ha.
đây Shimano Alivio đây, cực kì đẹp, logo Minchi nè, nhôm ha. Đó, chúng con xe đẹp nha các bạn. Hôm nay em thanh lý giá rẻ các bạn ơi, cho hết xe các bạn. Thanh lý giá rẻ, giá lỗ cho hết xe luôn nha. Đó. Đây cái tem nội địa Nhật đây. Tem nội địa Nhật đây ha. Đó. Chân chống nhôm zin theo xe này nè. Đó, các bạn thấy không? Xe cực kỳ đẹp. Con này bao các bạn về cái phục, bao các bạn về nhúng luôn nha. Nhúng cực kỳ êm các bạn. Phục. Dòng BNG. Đó các bạn nhìn tổng quan, nhìn con xe đẹp ghê các bạn. Này vô cái yên, để em vô cái yên nữa, vô cái bình nước nữa là giao xe cho các bạn được rồi ha. Đó, rất đẹp các bạn ơi. Con Binchi Bato này để cho các bạn 8 triệu các bạn, 8 triệu ha, 8 triệu là em bao ship các bạn ơi. Giá này là giá rất thấp, giá lỗ luôn các bạn. Đó các bạn, em thanh lý cuối lô. Còn mấy chiếc à? Còn 3 chiếc à? Rồi thanh lý cho bạn về trải nghiệm ha, 8 triệu. Rồi, con này nha các bạn, 9 triệu 5. 9 triệu 5 ha. Rồi con này 10 triệu 5. Con này con mới về. Rồi, nhiêu đây là hết xe các bạn. Nhiêu đây là hết xe rồi nha. Chắc 1 2 bữa nữa mới có. Rồi còn có mấy chiếc rồi các bạn chốt thì alo em 0975158377 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn các bạn ơi. Rồi chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ bên gia đình nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những video clip sau. Bye bye.